Khi bạn chơi bia với phíp và đầu cơ bia mới, bạn sẽ có được trải nghiệm tốt hơn, chúng sẽ giúp bạn thư giãn và tận hưởng thời gian chơi bia hơn. Ngọn cơ bia có thể làm từ gỗ nguyên khối hoặc là gỗ ghép từ nhiều miếng nhỏ. Việc ghép này hạn chế được sự thay đổi hình dạng là độ thẳng của ngọn cơ khi tiếp xúc với nhiệt độ, độ ẩm, lực tác động, v.v. Đuôi cơ có tác dụng cân bằng khối lượng của ngọn cơ khi sử dụng, do đó việc phân bố khối lượng từ ngọn đến đuôi cơ rất tỉ mỉ chứ không hề đơn giản.